Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài số 1, số 2, số 3 ở trên hai clip đúng không nào? Nói tóm lại thì ở trong kênh của thầy đã có đầy đủ 4 cái bộ môn toán, lý, hóa, sinh. Chúng ta lên đó chúng ta học sách giáo khoa cũng như sách bài tập thì chúng ta đăng ký nha với thầy nha. Còn bây giờ thầy sẽ tiến hành ra đề thi để làm gì? Để giúp chúng ta hệ thống cho nó dễ dàng. Tới dạng nào thì thầy sẽ giảng kỹ ở dạng đó, được chưa nào? Đặc biệt các bạn ở các thành phố, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, thì khi mà đi thi gọi là thi đề tuyển sinh lên lớp 10 thì nó có thêm cái phần toán, đó chính là toán thực tế các em. Toán thực tế rất là khó chứ không phải là dễ các em nhá, nên chúng ta phải hết sức chú ý và cố gắng, được chưa? Cuối năm nay chúng ta đã thi rồi. Trong clip này thầy sẽ quay cho các em ở cái bài số 4. Đây là một cái bài toán thực tế này, toán thực tế. Được chưa? Chắc là chúng ta đã làm rồi đúng không nào? Ta đã làm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thầy sẽ hướng dẫn các em chi tiết của cái bài này. Đối với những cái bài mà có chữ như này á, rồi toán đố đấy, toán có lời giải đấy, thì thầy sẽ tiến hành là tóm tắt đề trước, rồi sẽ hướng dẫn các em làm sau. Được chưa? Ta đi xem bài 4 này. Ở đây chúng ta gọi là tóm tắt này. Xem thử ở trên cái đề bài đấy người ta cho cái gì, người ta yêu cầu làm cái gì, thì thầy tóm tắt trên cái phần này. Bây giờ thầy tiến hành đọc đề em nha. Nhân dịp lễ, dù lễ mùng 2 tháng 9 hay là 30/4 rồi vậy ha, siêu thị Điện Máy Xanh đã giảm giá như mặt hàng để kích cầu mua sắm. Nghĩa là tới những ngày lễ này thì thường người ta sẽ hạ giá em, hoặc là giảm giá bằng cách các cái khuyến mãi xa lê đấy, nghĩa là giảm giá đấy. Giá năm yết một chiếc tivi và một chiếc máy giặt có tổng số tiền là 10 bao nhiêu đây các em? 18 triệu đúng không nào? 18 triệu 500 nghìn đồng. Đó. Như vậy giá niêm yết một chiếc tivi và một chiếc máy giặt. Ở đây này. Một tivi này cộng một máy giặt tổng này. Tổng nghĩa là phép cộng, nghĩa là giá của hai thằng này cộng lại á, một máy giặt thì bằng 18 triệu rưỡi, được chưa? Đó, 18 triệu rưỡi, triệu rồi cho k thì nghìn. Nhưng trong đợt giảm giá này nghĩa là niêm yết ấy, mà chưa giảm ấy, là 18 triệu rưỡi của tổng của hai sản phẩm này. Nhưng trong đợt giảm giá này, nghĩa là trong cái đợt lễ này này, giá một tivi trong đợt lễ này thì sao này, một tivi á thì ở đây sẽ giảm bao nhiêu em? Nó sẽ giảm là giảm 15%. Giảm 15% nghĩa là cái giá thực còn lại của nó chúng ta còn phải trả. Ví dụ như cái tivi đó 100.000 không, nó sẽ giảm được 15.000 thì chứng tỏ chúng ta sẽ trả là 85.000. Chứng tỏ khi giảm 15.000 thì chúng ta còn lại thực trả đó chính là 85%. Các em hiểu chưa nào? Còn một máy giặt, một máy giặt thì ở đây giảm bao nhiêu? Giảm 12%, nghĩa là chúng ta sẽ còn lại trả thực tế đó chính là 88%. Ví dụ 100.000 một chiếc máy giặt đi thì người ta sẽ giảm là 12.000, chúng ta sẽ trả lại là 88.000. Các em có hiểu ý thầy nói không nào? Nói như vậy là các em dễ hình dung nhất. Trên giá bán nên bác Nhân đã mua một tivi và một máy giặt trên với tổng số tiền là, nghĩa là sau khi mà giảm 15% đối với tivi và máy giặt là 12%, thì bây giờ sau khi giảm này, như vậy một tivi cộng một máy giặt, đây là giá ban đầu, sau khi giảm thì bác chỉ trả với số tiền là 15.920.000 đồng thôi. Đó, các em hiểu như vậy. Người ta hỏi em là hỏi giá một chiếc tivi, một chiếc máy giặt khi chưa giảm giá là bao nhiêu. Như vậy thì ở đây chúng ta, người ta hỏi em là một tivi chưa giảm giá là bao nhiêu và một máy giặt chưa giảm giá là bao nhiêu. Nghĩa là ở đây chưa giảm giá, nghĩa là tổng hai thằng đây là cộng lại bằng bao nhiêu em? Cộng lại là phải bằng là 18,5 triệu. Là bây giờ chúng ta tính sao, tính mà hai số liệu này này cộng lại phải bằng 18,5 triệu. Đó chính là cái nội dung của đề bài này. Thì bây giờ gặp cái dạng này á
thì chúng ta sẽ tiến hành gọi. Chúng ta giải bằng cách lập phương trình cũng được, mà hệ phương trình cũng được đối với bài này. Hoặc là chúng ta sẽ lập luận theo một cái, chúng ta đặt một cái biến, và cái biến kia sẽ là biến còn lại, nghĩa là thể hiện mối liên hệ. Ví dụ như ở đây nó, tại vì nó đã biểu thị nó là tổng này, em hiểu nào? Nếu giả sử như chúng ta dựa vào cái điều kiện này đầu tiên, nếu tổng số tiền, nếu giả sử như ở đây á, chúng ta có thể có hai cách gọi này. Thầy nói thì bạn nào có thể thấy cái cách nào mà dễ hiểu hơn thì chúng ta làm nha. Ví dụ thầy gọi cái âm TV này á là X, thì cái anh máy giặt này thầy không cần phải gọi là Y, nghe. Thầy không cần gọi là Y, mà cái anh máy giặt này chúng ta sẽ tính trở thành là chúng ta lấy 18 triệu rưỡi, chúng ta trừ cho X này thì sẽ ra được cái anh máy giặt này. Các em có hiểu không? Còn các em không thích làm như vậy để thể hiện mối liên hệ ở trên cái tổng này, thì các em sẽ gọi X là giá tiền ban đầu của chiếc TV, Y là chiếc giá tiền ban đầu của cái anh nào, của anh máy giặt. Thì chúng ta có phương trình đầu tiên là X cộng Y sẽ bằng 18 triệu rưỡi. Sau đó chúng ta sẽ thể hiện cái mối liên hệ của cái phần này, của sau khi đã giảm giá này chúng ta có cái phương trình thứ hai. Như vậy chúng ta đã có cái hệ phương trình. Các em có hiểu ý thầy nói không? Hiểu chưa? Còn bây giờ á, thầy sẽ thể hiện mối liên hệ, thầy chỉ lập phương trình thôi nha. Thầy chỉ lập phương trình thôi, chứ thầy không lập hệ phương trình. Nghĩa là bài này có rất là nhiều cách giải. Bạn nào thích lập hệ phương trình cũng được. Nếu hệ phương trình thì nó sẽ là hai ẩm X, Y. Còn phương trình thì chúng ta chỉ gọi X thôi. Được chưa nào? Như vậy thì đầu tiên thầy, như vậy bài này thầy chọn cách giải bằng cách là lập phương trình thôi nha. Gọi giá tiền niêm yết ban đầu luôn á, tiền một TV lúc đầu là X đơn vị, đây là đồng. Và cái điều kiện của chúng ta, cái điều kiện của chúng ta đó chính là X này phải như thế nào so với số 0, chắc chắn nó phải lớn hơn 0, đúng không nào, bằng 0 được, đúng không nào, số tiền ban đầu của nó. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra cái giá tiền một máy giặt lúc đầu là gì? Các em thấy là tổng hai thằng này cộng lại, tổng hai này cộng lại là bằng 18 triệu rưỡi. Như vậy đây là X, thì chúng ta máy giặt nó sẽ là gì các em? Nó sẽ là 18.500.000 trừ cái gì? Trừ cho X đơn vị, đây là đồng. Các em có hiểu không? Được chưa? Đây là ban đầu này. Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta lấy cái ban đầu này, chúng ta dựa vào cái thằng này là chúng ta sẽ giải ra tìm được X này. Dựa vào cái điều kiện này này, sau khi giảm giá này, giảm giá của thằng TV là 15% này, giảm giá của máy giặt là 12% này, cái tiền thực chúng ta phải trả này, chứng tỏ ở đây là phải là 85% này, và ở đây sẽ là 88%, hai thằng này cộng lại thì bằng 15.920.000 này. Và chúng ta dựa vào cái thằng này để chúng ta giải ra để tìm X này. Em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở bây giờ chúng ta sẽ lập luận tiếp. Giá tiền một TV sau khi giảm bao nhiêu em? Giảm 15% là, như vậy 15% nghĩa là nó sẽ còn lại là bao nhiêu? 85%. Hay nói cách khác chúng ta cũng sẽ làm ra, nghĩa là ban đầu của nó, cái ban đầu của nó đó chính là 100%. Sau khi giảm 15%, nghĩa là 15% giảm này, ở đây là X, thì nó sẽ còn lại, nó sẽ là 85% X. Em có hiểu không? Hiểu không? Ban đầu là X, là 100%. Ok chưa? Nghĩa là ban đầu là 100% là X, trừ cho 15% X, trừ bằng là 85% X. Ok. Thì tương tự như vậy, thì từ đây chúng ta suy ra cái giá tiền một máy giặt. Khi các em hiểu rồi, hiểu cái lời câu từ thầy nói và giảng thì các em sẽ thấy rất là dễ. Giặt sau khi giảm 12% thì nó sẽ là gì các em? Nó sẽ là 100%. Ta trừ ở đây cho bao nhiêu? Trừ cho 12%. Và ở đây các em không phải là nhân là X, mà cái giá tiền hồi nãy máy giặt của chúng ta đây, nó chính là đây này, máy giặt này. Đó, máy giặt này. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhân là 18.500.000 trừ cho X. Được không? Thì ở đây nó sẽ bằng là gì nè? Đây phải bằng là 88% nhân ở đây cho 18.000.000. Như đây thiếu số 0, 3 số 0. Ở đây chúng ta có thể nhân vô luôn em. Rồi, ở đây chúng ta có thể tính là 88%,
88% nghĩa là 0,88 này, nhân cho 18.500.000. À, như vậy thì ở đây nó ra được là 16.280.000 trừ cho 88% x, nghĩa là thầy lấy đây nhân vào đây, lấy đây nhân vào đây để mà bỏ cái ngoặc ra luôn. Em có hiểu chưa? Được chưa? Ok, nhớ phải đi thi phải mang theo máy tính nha, dùm cái nhân. Bây giờ chúng ta dựa vào cái này nè, dựa hai thằng này cộng lại bằng cái này này, để chúng ta đi tìm ra x này. Ở đây là chúng ta có này, đây 85% ta lấy cái thằng này này sau khi giảm này, cộng với thằng này sau khi giảm thì bằng tổng số tiền đó chính là 15.920.000 này. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi là vì tổng số tiền mua tivi và máy giặt là bao nhiêu em, 15.920.000 đồng, nên ta có phương trình đó. Bài này thầy giải theo lập phương trình, còn các em không thích phương trình thì hai ẩn thì chúng ta gọi xy thì ra hệ phương trình thôi, nó đơn giản ấy em, mà cái này nó đúng đó nha. Một bài toán em lấy cái thằng này cộng cho cái số tiền của thằng máy giặt sau khi đã giảm giá này, ở đây trừ 88% x, ở đây sẽ bằng 15.920.000. Rồi bây giờ chúng ta giải cái này, ta có là lấy này chuyển qua đây là em lấy 16.280.000, ta chuyển cái thằng này qua bên đây đổi dấu này, chuyển hàng đây qua, nghĩa là chuyển qua đây, thằng này âm chuyển qua đây dương, 88% x trừ đây cho 85% x, em hiểu nào, chuyển thằng này qua bên đây đổi dấu này, cộng thành trừ này, đây trừ thành cộng này. Rồi như vậy ở đây chúng ta tương đương, như vậy lấy 16.280.000 ha, trừ cho 15.920.000, như vậy ở đây sẽ bằng là 360.000. ở đây 88% mà trừ 85%, nghĩa là ở đây sẽ bằng 3% x, nghĩa là ở đây sẽ bằng là 0,03 x, thì tương đương x ở đây nó sẽ bằng là 360.000 chia cho 0,03 nha. Đây nghe. Như vậy thì chứng tỏ cái x này, cái x này sẽ bằng là 12.000.000 đồng. 12.000.000 đồng thì nghĩa là chúng ta gọi ban đầu là tivi, thì còn lại là thằng kia sẽ là 6.000.000, có đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta kết luận vậy, giá một chiếc tivi chưa giảm giá là 12.000.000 đồng, thầy ghi 12.000.000 đồng nha. Còn giá một chiếc máy giặt chưa giảm giá là bao nhiêu? Các em sẽ lấy là gì? Các em sẽ lấy là 18.500.000 này, ta trừ thì ít thì nó sẽ ra được là 6.000.000 ha. Thầy ghi như này là 6.500.000 đồng, được chưa? Đấy, như vậy thì một cái là 12.000.000 và một cái là 6.500.000. Chúng ta nếu mà gọi xy thì chắc chắn ta sẽ bấm máy tính ra theo cái hệ phương trình, và x sẽ bằng là gì, bao nhiêu? X sẽ bằng là 12.000.000 và y sẽ bằng là 6.500.000. Vậy thôi, bài này rất là hay. Ok, tính ra thì thấy nó hay, mà tính không ra thì thấy nó dở mà, kiểu vậy em. Các em cứ bình tĩnh, thầy sẽ giải cái đề thi trước, rồi sau này khoảng gần cuối kỳ 2 thầy sẽ giải tiếp cho các em ở cái đề tuyển sinh, nên các em cứ hết sức là bình tĩnh. Tại vì mới cái đầu năm thôi em, mới đầu năm, mà năm nay thì thầy đã quay cho các em ở cái đề này rồi thì các em không còn có ý kiến gì cả. Rồi ok, được chưa nào? Rồi như vậy thì trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 5 em nhé. Ở cái bài số 5, đây cái bài số 5 chúng ta nên làm trước nha. Các em muốn ghi chép thì bấm dừng lại nha. Đó, bài số 5 em.
Rồi, clip hôm nay tới đây kết thúc em. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok.